Các bạn nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ đây là một đôi chim da vàng, lông đuôi rất là dài. Mình bắt tách mẹ ra, giai đoạn này là nó mùa đông, mình bắt nó cho nó cứng cứng chim. Nhưng mà mình con ở tầm xa là con trống nhá, con ở tầm xa là con trống. Mình có đánh dấu con trống là đầu nó màu đỏ ở phần sơn ấy. Đó. Còn con ở gần là con mái. Mình đặt tên clip chim giống này là clip số 87. Nếu các bác là muốn tìm một đôi chim giống đấy, nguyên bản là cùng bố cùng mẹ đấy. Đấy, con đầu đỏ đấy.